Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Cuộc Sống Số nha. Thì hôm nay tiếp tục với series mua hàng trên mạng thì mình sẽ mua thử một cái hộp nhớt cho xe 4 thì và một dung dịch carbon cleaner giúp vệ sinh và chống tạo mảng bám trong các kim phun, bình xăng con, piston, buồng đốt, làm sạch hệ thống phun nhiên liệu, chống oxy hóa, giúp động cơ phục hồi công suất. Nói chung thì công dụng của cái chai đó như vậy. Thì cái này, cái bộ này mình mua hai cái. Một cái này, đây. Một cái này là dung dịch carbon cleaner. Và một chai nhớt luôn là mình mua, nó gửi về tới nhà luôn của Shopee á. Thì là 184.000. Đó là gửi về tới đây luôn, nhận hàng trả tiền. Các bạn nào có quan tâm đến hai cái sản phẩm này thì mình có để link ở phần mô tả của video. Các bạn có thể click vào đó xem tham khảo. Nếu ok thì các bạn có thể mua nha. Thì cái những cái thứ này nếu các bạn trên phố thì các bạn rất là dễ dàng mua, nhưng mà những cái bạn dưới quê như mình á thì mua cái này kiếm rất là khó khăn đó. Rồi bởi vì các bạn, cái này mình phải mua trên mạng, ở trên mạng giá nó cũng, mình thấy nó cũng ổn ổn á, nên mình quyết định mình mua trên mạng luôn. Hai cái 184.000 gửi về tới nhà luôn. Đây, gói rất là kỹ luôn á, các bạn thấy không, nó có cái túi khí nè. Với lại cái này họ giao bên Shopee, họ giao bên hay giao của hàng giao hàng nhanh, nó giao nhanh, nó giao rất là kỹ, hàng quá lúc nào cũng còn nguyên vẹn á. Còn cái thằng VNPT giao lúc nào hàng cũng hay bị bóp méo này nọ trơn á, rất là bực mình. Các bạn nên phản ánh nhiều cái thằng VNPT cho nó giao nó chất lượng một tí. Mình không có nói riết cái nó giao rất là ẩu luôn á, hàng lúc nào cũng bị bóp méo rất là bực mình. Đa số mình thấy chỉ có thằng VNPT là nó bị, còn mấy thằng kia giao rất là cẩn thận. Đây cái hộp nhớt này các bạn thấy không, xe 4 thì của hãng Motu nè. Nhìn hộp nhớt đã không, nhìn này thấy chất lượng rồi đó. Phía sau là nó có ghi thông tin rất là đầy đủ, các bạn có thể xem tham khảo trước khi các bạn dùng nha. Ghi rất là đầy đủ và bằng tiếng Việt hết. Nhìn hộp nhớt, hộp nhớt thấy đã thiệt đó. Thì hai bộ sản phẩm này là ở cái thời điểm hiện tại làm video này đó, thời điểm này thì giá nó, hai cái này mình mua hai cái này là 184. Các bạn có thể, nếu mà các bạn mua thì bạn vào link bên dưới á, bạn tham khảo giá mới nhất của nó nha. Chứ giá hiện tại làm video có thể nó sẽ có thay đổi đó. Bộ chúng ta. Ok, thì video của mình đến đây cũng kết thúc nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo nha. Xin chào. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe để theo dõi những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.